Hello, chào mừng 500 anh em ruột đã đến với channel của Ngọc Ken. Và hôm nay thì bên shop Ngọc Ken sẽ gửi tới cho anh em một cái clip review một cái tài khoản top 4 của Liên Server, tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Thì chúng ta sẽ qua cái bảng xếp hạng của Liên Server để cho anh em cùng dễ theo dõi. Anh em nha. Rồi ok, thì chúng ta sẽ xem cái trước khi vào xem cái tài khoản top 4 Liên Server này thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh, ấn like để đề xuất cái video của Ngọc lên, cũng như là ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót những video của Ngọc mỗi khi Ngọc lên sóng. Và đặc biệt là anh em cho Ngọc xin một phút quảng cáo, bên shop thẻ game của Ngọc Ken hiện tại đang bán thẻ dinh để anh em nạp vào game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile này, hay là bất kỳ con game nào của nhà phát hành Vinagame. Thẻ dinh bên Ngọc đang chiết khấu từ 6% cho tới 8%. Mọi chi tiết anh em liên hệ vào số điện thoại Zalo duy nhất của Ngọc, đó là 0981007879, Ngọc để ở góc màn hình của anh em. Và ngoài cái vấn đề mà bán thẻ dinh ra thì bên shop của Ngọc còn nhận trung gian giao dịch mua bán ạc, cũng như là làm clip ra bán ạc. Anh em nào cần mua thẻ dinh, cần làm clip ra bán ạc, cũng như là trung gian giao dịch mua bán ạc thì anh em liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo duy nhất 0981007879. Còn nhà phát hành nào mà cần liên hệ hợp tác review game thì cũng liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo luôn mọi người nha. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ soi cái tài khoản top 4 Liên Server này đã lên được những món đồ gì. Hiện tại thì cái bảng xếp hạng ở ngoài web thì nó cập nhật chưa chuẩn, nên là bây giờ ở trong, nhưng mà trong in game này thì đã là 13.279.000 lực chiến rồi. Thì chúng ta đi vào soi cái phần chỉ số. Thì anh bánh đập hến trộn này, anh top 4 Liên Server này, anh đang xài đang chơi cho mình đó là môn phái cái bang. Đây, môn phái cái bang mọi người. Và chúng ta đi xem cái phần thuộc tính. Thuộc tính tấn công thì 29.749, sinh lực là 528.624, nội lực là 92.000, sức mạnh là 1.537, nội công là 6.857, sinh khí là 2.713, thân pháp là 2.979. Đây là những cái thuộc tính cơ bản. Còn chúng ta xem những cái thuộc tính đặc biệt, thuộc tính ẩn trong này. Đó thì chính xác là tấn công cơ bản là 149% này. Chính xác là 131.83%, né tránh là 59.93%, đỡ đòn là 45%, chí mạng là 100%, sát thương bạo kích là 300%. Phần chí mạng và sát thương bạo kích này đã mắc rồi anh em này, sát thương chí mạng là 300% đã mắc rồi, phần chí mạng thì 100% cũng đã mắc. Hút sinh lực là 5.65%, rồi di chuyển là 36, sinh lực cơ bản là 402.70%, bỏ qua né tránh là 2.754 điểm, đỡ đòn miễn thương là 66.94%, gần 67%, kháng chí mạng là 100% luôn, miễn sát thương chí mạng là 116.28%, tốc đánh là 16.67%. Chúng ta xem thêm cái bảng thứ hai, đó là bỏ qua kháng kim là 6.71%, bỏ qua kháng thủy là 10.86%, bỏ qua kháng thổ là 6.71%, bỏ qua kháng hỏa. Đây là cái môn phái hệ hỏa nên là bắt buộc cái này nó sẽ điểm này nó sẽ cao hơn, thì anh sẽ khảm, chắc là khảm Ngọc cũng bỏ qua kháng hỏa rồi, là 32.34%, bỏ qua kháng mộc là 6.71%, kháng kim là 70%, kháng thủy 70, kháng thổ là 67.73%, kháng hỏa là 67.07%, và kháng mộc là 69.46%. Chúng ta xem cái bảng thứ ba, bảng thuộc tính thứ ba đó, phản đòn tầm xa là 0.80%, cường hóa ngũ hành 53.77%, tỷ lệ thọ thương giảm
100%, thời gian thọ thương giảm cũng 100% luôn, tỷ lệ làm chậm giảm 100%, thời gian làm chậm giảm còn 27.78%, xác suất choáng là giảm 100%, xác suất choáng là 100% và thời gian kháng choáng là cũng 100% luôn. Tỷ lệ thiêu đốt là xác suất kháng thiêu đốt là 100%, thời gian thiêu đốt giảm là 27.78%, tỷ lệ suy yếu là xác suất kháng suy yếu đó mọi người, xác suất kháng suy yếu là 100% luôn, và thời gian kháng suy yếu là 27.78%, thời gian suy yếu 19.83%, tỷ lệ suy yếu không có, thời gian thiêu đốt là 19.83%, tỷ lệ thiêu đốt 38.33%, thời gian choáng 19.83%, thời gian làm chậm 19.83% luôn, thời gian thọ thương 19.83% nữa, cường hóa ngũ hành là 53.77%. Đó là những cái dòng thuộc tính chi tiết của cái tài khoản top 4 Liên Server này. Và hiện tại thì anh đang là cấp tông sư là 47 và xài bộ khí hồn là 160. Đó, thì chúng ta xem cái phần đồ của anh top 4 này là như thế nào. Thì vũ khí đang là xài cái bao tay, chắc chắn cái băng rồng thì xài bao tay rồi. Bao tay này đã lên thiên tứ, nói chung là xài 5 món thiên tứ rồi. 5 món thiên tứ và cái bao tay này là chí mạng, nội công là hút sinh lực này, sát thương chí mạng này, tỷ lệ thiêu đốt này và tấn công option là khá là ngon. Và chúng ta xem từng món đồ, chúng ta xem luôn văn cương. Đây là xài tấn công rực rỡ 15 này, chí mạng rực rỡ 14 này, bỏ qua né tránh rực rỡ 14 này, nội công rực rỡ 14 luôn. Và chúng ta xem món thiên tứ thứ hai, đó là cái nón thì được bốn dòng hồng và hai dòng vàng đây. Kháng chí mạng này, nội công né tránh, kháng thủy bỏ qua né tránh ở chí mạng thì đang xài là đỡ set này là bên đá set thủ là đỡ đòn 15, thân pháp bậc 15 luôn, né tránh bậc 15 và kháng chí mạng bậc 15. Khả năng là anh đang xài set là đỡ đòn, thân pháp, né tránh và kháng chí mạng. Đây chúng ta xem luôn cái áo đúng rồi, né tránh, đỡ đòn, kháng chí mạng và thân pháp đây đều là rực rỡ full 15 hết anh em. Chúng ta xem cái option ở trên, đó là sinh khí là hồng, chí mạng hồng, né tránh hồng, còn ba dòng vàng. Kháng chí mạng này cộng 210 này, họa sát nội công, né tránh, bỏ qua né tránh. Rồi ok, chúng ta xem luôn cái món đồ thiên tứ thứ tư. Đồ thiên tứ thứ tư đó là cái nhẫn, nhẫn trên thì cũng ba dòng hồng và ba dòng vàng, chí mạng, đỡ đòn miễn thương, tấn công, nội công, kháng thủy và sát thương chí mạng. Thì cái nhẫn là nó thuộc là xét văn cương công nên là xài tấn công, chí mạng, nội công và bảo quản né tránh. Thì đặc này chắc là anh đang xài bộ văn cương công là nội công này bỏ qua né tránh và chí mạng và tấn công, còn xét văn cương thủ thì né tránh, đỡ đòn, kháng chí mạng và thân pháp đó. Và chúng ta xem cái nhẫn dưới này thì cũng né tránh này, sát thương chí mạng này, chí mạng, nội công, đỡ đòn miễn thương và thân pháp. Bộ văn cương thì vẫn là bỏ qua né tránh, tấn công, nội công và chí mạng thôi đó. Chúng ta đã xem qua 5 cái món thiên tứ và chúng ta xem 5 cái món đồ còn lại. Ui trời, đồ món này quá ngon này. Đồ mà hết 5 dòng vàng, 1 dòng tím. Đó là cái bao tay là chí mạng, nội công, thân pháp, tấn công, bỏ qua này tránh, kháng chí mạng. Đó, xét đá vẫn là chí mạng, kháng chí mạng, thân pháp, né tránh và đỡ đòn. Cái giày, đôi giày cũng là né tránh, kháng chí mạng, thân pháp và đỡ đòn. Đôi giày cũng mắc vàng luôn đây nha, mắc vàng luôn, kháng mộc, nội công, tấn công, kháng chí mạng, bỏ qua né tránh và chí mạng. Chúng ta xem luôn cái đai cũng nội công, kháng chí mạng, sinh lực, chí mạng, bỏ qua né tránh và thân pháp, vẫn là xét văn cương, né tránh, thân pháp, đỡ đòn và kháng chí mạng. Và cái món đồ cái bội thì là bên xét tấn công rồi, thì nó là anh khảm đá tấn công, nội công, chí mạng và bỏ qua né tránh. Còn option là nội công, né tránh, chí mạng, sát thương chí mạng, sinh lực tối đa cơ bản và sinh khí. Rồi cái dây chuyền cũng là
món đồ tấn công, nên là anh khảo Văn Cương tấn công, Bảo Quan né tránh, Nội Công và Chí Mạng. The option né tránh, thân pháp, sát thương chí mạng, thời gian choáng, và Nội Công và Chí Mạng, đó là chúng ta đã xem qua cái phần phần đồ của anh top 4 lên server này. Và chúng ta chuẩn bị tới phần xem cái kinh mạch của anh, xem cái bát quái trước đây, xem bát quái này. Bát quái đây là mắc vàng hết rồi, khảm và cường hóa này. Đây bát quái đây, cái hệ càn là có anh khảm chí mạng tấn công và đỡ đòn này. Đó, hệ tốn là hút sinh lực, kháng chí mạng và sinh khí, còn khảm là đỡ đòn, Bảo Quan né tránh và Nội Công. Cấn là Nội Công, chí mạng và Nội Công tiếp. Khôn là kháng chí mạng tấn công, kháng chí mạng. Chấn đỡ đòn miễn thương, Bảo Quan né tránh hút sinh lực. Ly là tấn công né tránh hút sinh lực. Đoài là chí mạng né tránh và đỡ đòn. Lưỡng cực thì anh ấy đang xài quả bậc 14, lưỡng cực âm, lưỡng cực thạch rực rỡ này, vàng hết rồi, chí mạng, Nội Công, đỡ đòn, kiên cường. Rồi ở dưới, cái dưới là bậc 15, cái dưới bậc 15 là dương cực thạch rực rỡ, chí mạng, Nội Công, sinh khí, kiên cường. Rồi bên phần lưỡng nghi thì anh ấy đang cấp dương nghi là 41, 40, dương nghi là 40 và cấp âm nghi là 99. Đó. Rồi chúng ta xem phần bước tới phần thứ hai nữa, thứ tiếp theo nữa, đó là kinh mạch thì đã phun 10 hết rồi mọi người. Đốc mạch này, nhâm mạch này, xung mạch này, đới mạch, âm duy, dương duy, âm khiêu và dương khiêu đã phun 10 hết rồi anh em nhá. Cái phần binh giáp của kinh mạch này là 1.231.000 này, riêng cái phần binh giáp của kinh mạch đã 1.2 rồi. Rồi chúng ta tới phần cường hóa thì anh ấy đang cường hóa full là 295 hết rồi, theo cấp của level rồi, theo cường hóa full cấp 295 hết rồi, và đã kích hoạt được cái mốc 290. Thời gian tới mở thêm level nữa thì sẽ là cường hóa lên mốc level 300 thì sẽ kích hoạt được thêm một ít binh giáp nữa. Rồi chúng ta bước vào phần tiếp theo, đó là bí kíp võ công. Thì anh ấy đang xài là hàng long trưởng, chắc chắn là chơi hệ hỏa thì không thể nào mà không xài cái bí kíp trấn phái hàng long trưởng hết, mà sắc Nội Công đó. Đây đã là 5 sao hàng long trưởng full sao rồi. Dịch cân kinh 2 sao. Dịch cân kinh này thì tăng cho mình là nội lực tối đa, chí mạng và thời gian thọ thương. Còn cái bí kíp thứ ba đó là càn khôn đại na di. Càn khôn đại na di này là 1 sao. 1 sao này thì cái càn khôn đại na di này là tấn công kháng tất cả và thời gian choáng giảm. Và cái bí kíp thứ tư đó là thất thương quyền này cũng là tấn công kháng tất cả và kháng chí mạng. Thất thương quyền này thì 2, 4, 6, 7, cái này là 7 như là 7 cái giọt nước này là xong là lên sao đó mọi người. Cái này là phun giọt nước này xong là chuyển qua sao đấy, là chuyển qua sao như cái cặp khôn đại na di này. Cấp tiếp theo, điểm bậc tiếp theo sẽ là lên được 1 sao nữa đó mọi người. Rồi và ngoài ra thì trong cái kho bí kíp của anh thì đã sở hữu gần như là hết tất cả rồi mọi người. Đây đã tìm hết cả rồi. Bí kíp vàng nói chung là full hết rồi mọi người, đã có full hết rồi. Bí kíp vàng và bí kíp cam là đã full hết rồi anh em ạ. Đó, rất là kinh khủng. Thì phải biết được là số lượng tiền bỏ vào đây rất là nhiều rồi. Thì chúng ta vào phần tuyển học. Tuyển học thì anh đang xài một cái cuốn tuyển học bậc 15, có dòng vàng chí mạng, dòng tím tấn công, dòng sát thương chí mạng vàng, đỡ đòn vàng, hỏa sát Nội Công vàng, Nội Công vàng, sinh lực tối đa cơ bản 20%, kháng chí mạng là cộng 201. Đó. Cái option của cái tuyển học này quá là ngon luôn.
đó, và đang xài skill tuyệt học đó là tâm vô bằng vũ, là sát thương chí mạng để tránh đỡ đòn. Khi bị tấn công có 25% tỷ lệ kích hoạt xóa và miễn tất cả trạng thái bất lợi, duy trì 3 giây, thời gian chờ là 15 giây. Và cái skill thứ hai đó là cổ nhược kim thăng hỏa, là bỏ qua kháng hỏa này, kháng chí mạng, miễn sát thương bọc tích. Khi bị tấn công có 25% tỷ lệ kích hoạt giảm thương 24%, duy trì 6 giây, thời gian chờ 30 giây. Và cái skill thứ ba đó là diệu thủ hồi xuân, xác suất hiệu quả bất lợi ngũ hành 1.500 này, kháng tất cả 750, đỡ đòn miễn thương 3.750. Khi bị tấn công có 25% tỷ lệ kích hoạt hồi xuân, hồi sinh lực mỗi giây là 8%, duy trì 6 giây, thời gian chờ là 30 giây. Đó thì mình đã review qua là gần như là chi tiết rồi nha. Rồi và ngoài ra thì cũng đang có thêm những cái cuốn tuyệt học ở dưới này, thì mình sẽ không tiện review, mình review một cái cuốn chính đang xài. Rồi chúng ta bang thì cái bang hội của anh bánh đập hến trộn này đang ở đang làm trưởng lão của cái bang hội Song Long server 17 mọi người nhá. Còn trong cái bảng xếp hạng, chúng ta xem qua cái bảng xếp hạng của server 17 này, thì anh bánh đập hến trộn này đang ở top 1, anh thiên tướng thì giờ top 2 rồi. Châu Vương cũng là một FVIP của cái tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile này, cũng rất là nổi tiếng, đang ở top 3, mãi mãi là top 4, Tây Sở Bá Vương là top 5 và Tommy là top 6. Đó, cái bảng xếp hạng của bên S17 này rất là khủng khiếp mọi người. Đó, toàn trên 10 triệu hết mọi người. Top 10 là trên 10 triệu hết này. Đó, top 9 triệu 9 mà được top 12 thôi mọi người. Đấy, nên là anh em nhìn qua cái bảng xếp hạng của bên S17 này nó khủng khiếp tới mức nào. Nên là nó cũng chắc cũng là cái động lực cạnh tranh giữa hai bang Song Long và Giang Sơn. Hai bang này thì cạnh tranh nhau thì sẽ làm cho anh em nó có cái động lực để mà lên lực chiến nhiều hơn. Đó thì hôm nay Ngọc đã review chi tiết cái tài khoản top 4 liên server ở cái ngoài cái giao diện web. Còn mà không biết được là sau khi mà clip này xong thì bên web nó cập nhật là hạc này lên top 3 hay top 2 hay là rớt xuống top 5, top 6, thì anh em cũng thông cảm về Ngọc chỉ dựa vào cái thời điểm Ngọc quay clip là nhìn ở trên cái bảng web. Còn bây giờ thì lại một lần nữa anh em cho Ngọc xin phút quảng cáo. Là shop thẻ game của Ngọc Ken hiện tại đang bán thẻ dinh chiết khấu lên đến 8%. Mọi chi tiết anh em liên hệ vào Zalo 0981007879. Ngoài ra shop Ngọc còn nhận giao dịch mua bán trung gian mua bán hàng cũng như làm clip ra bán hàng. Anh em nào mà xem được clip này thì nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, nhớ ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót những video clip của Ngọc mỗi khi Ngọc lên sóng. Còn bây giờ là chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.